Nam thần bắt đầu rơi khắp trời, hay đẹp ngũ sắc tối cuồn cuộn. Nè, anh là ai? Hủ chìm hả? Cút đi. Tôi tới cúng mà. Cúng cái gì? Đi chỗ khác chơi. Đó, dâm quấy nhiễu đại tiên, mau xéo ra ngoài đi. Bảo vệ đại ca. Kêu anh tới, hắn cho anh bao nhiêu, tôi trả cho anh gấp đôi. Mười năm sau, Hồng Kông. Vào trước Tiger với gã Uganda đó đã bị thất bại chết luôn mà. Hợp đồng đặt danh đó lại bơi ra nữa, còn tăng tiền lên nữa đó. Hợp đồng này á, chưa tính Tiger,
Trước đó đã có 3 sát thủ chết rồi. Nếu không lý nào hợp đồng lại càng lúc càng lên chứ. Gã đại ca Uganda đó ở châu Phi rất nổi tiếng trong tất cả các giới. Được hắn nói một câu có thể đi ngang ngửa ở châu Phi luôn. Gã đó đi đâu cũng có cả đám vệ sĩ. Tên vệ sĩ nào cũng từng đi lính. Hay hắn xuất xe thì mười mấy chiếc, không biết hắn ngồi ghế nào. Còn nữa, tôi nghe nói đám vệ sĩ đó cầm dù để chống đạn đó. Làm sao giết? Sao cậu không nhận đi? Tôi vợ nhỏ con cô đại ca ơi, cũng thấy anh nói cần tiền xài thôi. Nè, đừng nói tôi không báo trước nha. Gã đại ca Uganda đó hả, giờ hôm nữa sẽ tới Hồng Kông đó. Có người sắp xếp cho hắn với đại ca Hồng Kông gặp nhau ở hội quán tư nhân. Đại ca cũng giống như anh, hai chữ thôi: kiếm việc đó. Vậy thì sao? Chỉ có một mình, giết được ai? Mà thôi, mình anh em với nhau. Nếu anh chịu nhận hợp đồng này, tôi làm hỗ trợ cho anh. Sau khi xong việc, lấy 10%, vậy được chưa? À, cậu nói đó nha. Bà Phương coi thường tôi không thể nhận hợp đồng lớn, tôi sẽ nhận cho bà thấy. Ông ơi, điện thoại làm ơn, khi nào ông về sẽ trả lại cho. Chào ông, có uống champagne không? Làm ơn, tôi thấy ngăn giữa trong toilet nam có người ngất xỉu, có cần vô phụ không? Cầm súng cũng cầm không chắc, làm sao làm vệ sĩ chứ? Mở tiệm tạp hóa sao? 24 tiếng chắc chắn phải có một tiệm. Dạ thưa ông. Điện thoại của ông đi.
Phải. Cảm ơn. Tôi biết là anh. Đã nói trước 12 giờ để tôi mà. Chưa tới 12 giờ anh đã làm việc rồi. Điện thoại của tôi tự nhiên nổ tung. Chắc chắn là anh làm rồi. Bây giờ anh muốn lợi dụng tôi sao?